Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là bản tin ngày hôm nay. Mới đây, bảng xếp hạng top 10 ngôi sao có giá trị thương mại lớn nhất cho năm 2019 đã được công bố và thu hút được sự quan tâm chú ý của rất nhiều người. Bởi đây được xem như là bảng xếp hạng đo độ nổi tiếng và sức hút của những ngôi sao hoa ngữ hoạt động trong một năm vừa qua. Và có rất nhiều những ngôi sao trẻ nhờ những hoạt động vượt trội của bản thân trong năm vừa qua đã bứt phá lên những thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. Vị trí thứ 10, Vương Nguyên. Vương Nguyên năm nay chỉ khiêm tốn xếp ở vị trí thứ 10, dù vậy đây vẫn là một thứ hạng rất cao của Vương Nguyên nếu đánh giá trong năm nay. Sau scandal hút thuốc đã khiến cho hình tượng thiếu niên tốt của nam ca sĩ bị sụp đổ hoàn toàn trong mắt khán giả. Chính vì vậy mà trong năm nay, Vương Nguyên không hề có bất cứ một tác phẩm truyền hình hay tham gia bất cứ một sự kiện nào của showbiz. Thế nhưng may mắn nhờ có một lượng fan hâm mộ vô cùng hùng hậu, đồng hành cũng đã giúp cho Vương Nguyên bất ngờ trụ lại trong top 10 ngôi sao đắt giá nhất hoa ngữ năm nay. Xếp ở vị trí thứ 9 là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chính là cái tên có sự chuyển mình lớn trong năm nay, thành viên của nhóm nhạc Uniqlo nổi tiếng từ sau khi tham gia tác phẩm đình đám Trần Tình Lệnh và nhanh chóng thu hút được một số lượng fan vô cùng lớn nhờ hình ảnh lạnh lùng và cao ngạo của mình, giúp danh tiếng của anh bỗng vụt sáng lên như diều gặp gió. Chính nhờ điều này cũng đã giúp cho giá trị thương mại của nam diễn viên bỗng tăng vọt đáng kể và cán mốc ở vị trí thứ 9 trong năm nay. Vương Nhất Bác còn được hợp tác cùng các ngôi sao hàng đầu hoa ngữ như là Triệu Lệ Dĩnh trong tác phẩm Hữu Phỉ. Đây là một dự án rất được mong chờ trong năm tới. Xếp vào vị trí thứ 8 là Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng hay còn được khán giả quốc tế biết đến với nghệ danh là Lay, là thành viên nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc EXO. Trong năm nay thì Trương Nghệ Hưng bắt đầu vắng bóng dần các hoạt động của EXO tại Hàn Quốc và được công ty mở studio riêng để hoạt động tại Trung Quốc. Chính như vậy mà năm nay anh chàng giữ vững phong độ với vị trí thứ 8 dù không hoạt động nhiều cùng các thành viên. Nhiều khán giả cho rằng từ sau khi về lại Trung Quốc, anh chàng đang ngày càng phát triển được tiềm năng trước đây chưa từng bộc lộ của mình. Vị trí thứ 7, Lộc Hàm. Vị trí thứ 7 năm nay thuộc về Lộc Hàm, nhưng đây được xem là một vị trí rất thấp của anh chàng so với mọi năm. Lộc Hàm từng là ngôi sao có giá trị thương mại cao nhất, nhưng trong 2 năm trở lại đây, danh tiếng của anh chàng đang dần tuột dốc. Các tác phẩm truyền hình và điện ảnh của Lộc Hàm đều đạt vị trí rất kém, tỷ lệ thu hút khán giả của anh cũng đang khiến nhiều người phải thất vọng. Các bài hát của Lộc Hàm được ra mắt cũng không còn được sự phổ biến như xưa nữa. Chính vì điều này, nhiều khán giả cho rằng có khả năng anh chàng sẽ dần rớt ra khỏi top 10 trong những năm sau. Vị trí thứ 6, Vương Tuấn Khải. Ngoại hình của Vương Tuấn Khải luôn là điều giúp cho anh chàng thu hút được khán giả và phát triển được danh tiếng của mình. Nhóm trưởng GF Boys có gương mặt rất ưu tú và điển trai, được ca ngợi giống như nam chính trong truyện tranh. Nhờ vậy mà dù không có tác phẩm nào nổi bật, nhưng sự phổ biến và phát triển của anh chàng luôn giữ ở mức tương đối ổn định. Vị trí thứ 5, Dương Tử. Trong 2 năm qua, Dương Tử được đánh giá là có kỹ năng diễn xuất ngày càng bùng nổ với nhiều tác phẩm nổi bật nhất. Dương Tử liên tiếp trở thành nữ chính trong các tác phẩm vô cùng nổi tiếng. Độ phổ biến của các tác phẩm rất cao đã giúp cho Dương Tử xuất sắc trở thành một trong những tiểu hoa hàng đầu. Trong những năm tiếp theo, Dương Tử đang tham gia các dự án lớn cùng các ngôi sao hàng đầu, giúp cô được dự đoán sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong tương lai. Xếp vào vị trí thứ 4 là Tiêu Chiến. Nhờ tác phẩm vô cùng đình đám, Trần Tình Lệnh đã giúp cho Tiêu Chiến trở thành một cái tên vô cùng phổ biến trong năm nay. Anh chàng được nhận xét là hoàn thành vai diễn rất xuất sắc với hình tượng như bước ra từ nguyên tác gốc của tiểu thuyết. Thứ hạng thứ 4 này được xem như là thứ hạng khá khiêm tốn so với độ nổi tiếng của anh trong năm nay. Hiện nay thì anh chàng đang ngày càng phát triển và khẳng định mình ở nhiều lĩnh vực khác, ngoài phim truyền hình như là âm nhạc, chương trình giải trí và điện ảnh. Vị trí thứ 3, Triệu Lệ Dĩnh. Năm nay thì Triệu Lệ Dĩnh chỉ có một tác phẩm duy nhất trên màn ảnh nhỏ, đó là tác phẩm Minh Lan Truyện. Thế nhưng danh tiếng của cô nàng vẫn xuất sắc ở vị trí thứ 3. Sau thời gian dài ở ẩn sinh con, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa bao giờ mất đi giá trị thương mại đáng nể của mình. Nhiều năm liền, nữ diễn viên liên tục được xếp vào những ngôi sao đắt giá nhất của làng giải trí hoa ngữ. Năm nay, ngoài một tác phẩm truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh không tham gia bất cứ một show giải trí nào và cũng rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Xếp vào vị trí thứ 2 là Dịch Dương Thiên Tỷ. Dịch Dương Thiên Tỷ chính là cái tên hot nhất trong năm nay của làng giải trí hoa ngữ. Với tài năng diễn xuất, Dịch Dương Thiên Tỷ đem đến cho khán giả nhiều tác phẩm vô cùng đình đám như Trường An 12 canh giờ, Em của thời niên thiếu. Trong đó thì Em của niên thiếu là tác phẩm đang làm mưa làm gió khắp châu Á trong năm nay, đạt thành tích hơn 5.200 tỷ đồng. Tác phẩm này thực sự là một bước tiến lớn trên con đường điện ảnh của nam diễn viên, khi anh khiến nhiều khán giả phải kinh ngạc vì tài năng diễn xuất quá tài năng của mình. Với sự chuyển mình này, Dịch Dương Thiên Tỷ xuất sắc giành vị trí thứ 2 và được dự đoán sẽ thành công rực rỡ hơn nữa trong những năm sau. Và đứng đầu bảng xếp hạng đó chính là Dương Mịch.
Du Mịch luôn đạt được vị trí giá trị thương mại rất cao và năm nay xuất sắc với vị trí đứng đầu. Năm nay, nữ diễn viên chỉ tham gia duy nhất một tác phẩm, đó là Chúc Mộng Tình Duyên, nhưng đây lại là tác phẩm không mấy phổ biến và không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Bên cạnh đó thì đời sống tình cảm và diễn xuất của Dương Mịch luôn là đề tài gây nên nhiều sự tranh cãi, vì vậy vị trí thứ nhất của Dương Mịch cho năm nay đang khiến nhiều khán giả phải bất ngờ. Trên đây là top 10 ngôi sao có giá trị thương mại lớn nhất trong năm 2019 vừa qua và có rất nhiều những tên tuổi đình đám có mặt trong bảng xếp hạng này. Và khán giả hy vọng rằng thần tượng của mình sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và có những bước tiến mới trong những năm tiếp theo. Năm mới sắp đến, chúng ta hãy cùng chờ xem những ngôi sao này có những bước tiến mới trong năm sau với những tác phẩm đình đám nhé!